Ngọc con vịt nó chạy ra kìa Ngọc. Ôi bà vịt nó chạy qua kìa. Chắc có cháu vịt quá. Ủa cái bầy vịt của ai vậy trời? Vịt kìa Ngọc. Ướt dép rồi. Té dắp dây á. Ủa xa tới không? Xích cho đường kìa. Nổi nước luôn rồi kìa. Tới cây nổi nước luôn. Ôi. Vô này là lì nha. Vô này là nhũng nhẽo nha. Đó là dầm nước hay vậy? Dầm nước không cho hả? Sau khi nhõng nhẽo xong thì bây giờ cả nhà có ăn cơm đây ạ. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình mình nha.
Mình có làm cơm riêng cho Ngọc ăn, Ngọc ngồi ở dưới võng, Ngọc tự ăn á. Rồi Ngọc thấy mình dọn cơm ở trên bàn nè, mọi người ăn ở trên bàn. Cái Ngọc bưng chén cơm lên ngồi cạnh ông ngoại nè.
con đi về nhà con đây.